nhớ chăng em, nhớ chăng hình bóng xưa, nhớ những đêm nào dựng đời thêm ý nên thơ, em dệt áo thiêu hoa, anh hòa phim cung tơ, hồn say mộng ước thắm thiết quên chăng ta. Súng gươm là cố chi, dưới bóng quân kỳ đã vì yêu nước ra đi, ngăn buồn lắng trên mi, xa lìa mái tranh quê, hồn anh nào có dám ước mơ. Sao thấy như tâm hồn man mác buồn, nhạc anh quân vang tiếng vui cho lòng thêm nhớ. Em ơi anh nhớ đến giang em thơ ngày xưa, tay thon theo nếp áo kết duyên trên đường tơ. Giờ đây em có trông trăng tròn đan áo tình, người người anh lính chiến đang mong chờ tin vắng. Em ơi anh vẫn nhớ bên hương lan đẹp thơ. Test bằng cái set nha các bạn. Ok, đây là con Panasonic ED90. Hiện tại là cái con boombox này rất là hiếm trên thị trường. Em này sở hữu được hệ thống 6 loa bao gồm bass, treble và một cái con loa nằm ở trên này. Đây là hệ thống 6 loa và có một hai con là loa nóc, loa chỉ thiên bên ngoài để tạo ra một hiệu ứng kết hợp với chế độ bass laser, tạo ra một hiệu ứng không gian 3 chiều để chúng ta thể nghe nhạc xung quanh. Ok, xin cảm ơn tất cả các bác được chú ý lắng nghe và hẹn lại tất cả các bác những clip tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio nhé. Ok, xin cảm ơn ạ.